Thưa các quý vị ạ, các quý vị ở lại đến giờ phút này là các quý vị vô cùng xứng đáng. Tôi biết rằng là diễn giả chính là cô Đặng Thủy đang cố gắng truyền tải những thông tin, những giá trị tuyệt vời nhất của NLP. Và tôi có quan sát thì thấy rằng một số các cái cháu nhỏ ở góc kia kìa, chắc là kiến thức này thì chú cũng rất là hiểu, nó chưa dễ. Đối với các cháu, đây là buổi đầu, có thể lần đầu tiên trong đời các cháu học phát triển bản thân. Với tinh thần này thì chú xin chia sẻ một chút, để sau đó các cháu sẽ tự nhìn nhận và mình có thể có những cái tỉnh thức ở bên trong mình. Khi trong quá trình chúng tôi học phát triển bản thân, ở đây chắc chắn có một vài anh chị cùng học NLP là những người tiên phong ở quê hương mình đã đi học. Thì tôi xin kể một vài câu chuyện rất ngắn gọn thôi ạ. Thứ nhất, đất quê hương Nghệ An là một đất truyền thống cách mạng và ham học hỏi. Khi có hai người con vô cùng tuyệt vời của Nghệ An, đó là anh Dưỡng và chị Thủy, có liên hệ, dạ xin cho bà chàng vào tay anh Dưỡng chị Thủy ạ, chị Hà Thủy ạ, có vì chúng tôi cũng là bạn đồng học NLP với nhau và trong các mối quan hệ bạn bè, thì anh Dưỡng chị Thủy có điện thoại lên trên tập đoàn Zero của chúng tôi rằng là chúng em muốn tri ân người dân Nghệ An, đặc biệt là các em học sinh trẻ, nhân dịp kỷ niệm 129 lần ngày sinh của bác. Chúng tôi đồng ý ngay. Mặc dù chúng tôi có một vài chương trình như là ở tỉnh Bắc Ninh, rồi chương trình bên tiệp của anh Tùng Anh cũng đã bố trí, chúng tôi xin phép là dừng ngay. Chúng tôi cũng mong muốn như vậy. Đây là một dịp, một cơ hội vô cùng tuyệt vời để chúng tôi xin được một lần tri ân bác và đặc biệt tri ân người dân Nghệ An, nơi quê hương của cách mạng. Khi chúng tôi nghĩ đến đấy, đặc biệt tôi đã chia sẻ với anh Dưỡng một câu chuyện, một ấn tượng vô cùng tuyệt vời với một người bạn ngày xưa học cùng Đại học Ngoại thương của chúng tôi là người Nghệ An. Bạn ấy hôm nay không có mặt vì bạn ấy rất là thành công, bạn ấy đang công tác ở nước ngoài, có một doanh nghiệp rất lớn. Bạn ấy là một trong những người đến nay tôi nợ ơn và tôi luôn mang ơn bạn đấy. Với tinh thần học hỏi của người Nghệ An, từ đấy trong tâm trí của tôi, người Nghệ An là người vô cùng kiên định, vô cùng sáng suốt và vô cùng thông minh. Chúng tôi là cùng học dân chuyên toán. Tôi thì ở tỉnh Bắc Ninh, như cậu đấy chuyên toán ở Nghệ An. Thì thi vào trường ngoại thương á, thì có hai khoa để mà đỗ vào. Một là các dân chuyên toán chuyên lý gọi là khối A. Hai là các dân chuyên khối D. Họ tiếng Anh rất giỏi. Cho nên khi vào trường ngoại thương á, thì cái câu chuyện dân khối A của chúng tôi, đứa thì học tiếng Nga. Và không thì chuyên ngữ như các bạn chuyên ngữ. Đó, một bạn ở Nghệ An, bạn tên là Huy. Bạn là một trong những người mà gây cảm hứng cho tôi tuyệt vời. Hai bạn đấy cùng tôi ở cùng chung một phòng ký túc xá. Khi vào đấy, bạn ấy nói, đúng ra là tôi có một cái tên nữa, tên nước ngoài là Louis, nhưng có một tên ngày xưa tôi cũng là tên là Huy, cùng chồng bạn ấy luôn. Hai Huy nói chuyện với nhau, Huy Nghệ An nói, mày ơi, trời, anh em mình lên nghe tiếng Anh mà cái dân chuyên ngữ nó đã học đến tận bằng C, bằng D rồi. Chúng mình bây giờ mới bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5. Họ đọc những từ đấy, bọn tôi choáng và bọn tôi không biết nó là cái gì luôn. Mà trường ngoại thương không quan tâm. Vào là họ đào tạo theo chương trình là cao cấp luôn. Bạn ấy động viên. Bây sau đó tôi học NLP tôi mới hiểu. Bạn nói, chúng nó làm được, mình làm được. Hai bọn mình không bao giờ về nghỉ hè. Chiến đấu. Cam kết với nhau sau một năm đuổi kịp dân phiên dịch Đại học Ngoại thương. Thưa các bạn, và chúng tôi làm được. Đấy là câu chuyện đầu tiên. Và tôi vô cùng cảm ơn người bạn đồng tên với tôi là bạn Huy. Bây giờ bạn đã có một công ty rất to lớn ở nước ngoài. Xin các bạn cho một tràng pháo tay về tính hiếu học của bạn Huy. Yes. Và đặc biệt câu chuyện thứ hai vô cùng tuyệt vời cho các em ở phía kia. Khi chúng tôi học phát triển bản thân lớp thầy Vát, như cô Thủy chia sẻ, có một cậu, có hai cậu ít tuổi hơn các em tầm bây giờ 16 tuổi có đúng không ạ? Có phải không? Có một em 13 tuổi tên là em Hòa và có một em tên 16 tuổi tên là em Sơn. Hai em đúng ra tuổi đấy, cái tuổi em 13 thì chưa được, chỉ học được trại thiếu niên. Nhưng bố mẹ thầy cho phép các em học và thầy đồng ý. Các bạn có biết hai bạn ấy học thế nào không? Cái bạn 13 tuổi á, lúc ấy bạn là một học sinh bình thường. Thậm chí bố mẹ đang lo là phải cho bỏ học, đi cày ruộng. Nhưng bố mẹ khi học NLP
Một số các bạn học NLP đây các bạn đã hiểu. Tha thiết thầy cho phép cái em 13 tuổi vào học NLP. Vì người mẹ đó hiểu kiến thức NLP tuyệt vời. Chúng ta cảm ơn những người mẹ như vậy. Giống như cô Thủy chia sẻ câu chuyện của Edison, người mẹ Edison. Cho nên người mẹ này tha thiết xin thầy Vát cho vào học băng nước. Cậu đấy học hai lớp thôi, lớp đầu là PP. Cậu thích ngay. Và cậu đấy học. Các bạn có tưởng tượng là sau 6 tháng bạn ấy làm một số quy trình hình dung tưởng tượng, thiết lập tầm nhìn như cô Thủy chia sẻ. Chỉ sau 6 tháng ấy, bạn ấy đã trở thành một học sinh học giỏi nhất trường. Các bạn hãy cho một tràng pháo tay này ạ. Ai cũng rất giỏi, các bạn chưa biết thôi. Chúng ta sinh ra, như cô Thủy nói, chúng ta có những điều kiện sống khác nhau, có thể người giàu, người nghèo, chúng ta không có quyền lựa chọn nơi chốn mình sinh ra hay điều kiện mình sinh ra. Có thể châu Á hay châu Âu chúng ta đâu có biết được, đây là vũ trụ thôi, vũ trụ gửi chúng ta đến thôi. Nhưng chúng ta có quyền cách, chúng ta có quyền lựa chọn cách mình sống và người mình muốn trở thành. Nếu chúng ta cứ vẫn thói quen cũ, cách làm cũ, tư duy cũ, hành vi cũ, ở trong lớp nói chuyện, ở trong lớp không để ý, đặc biệt chưa khơi gợi lòng biết ơn. Các bạn có biết không, anh chị Dưỡng và cô Thủy, anh chị đã quyết cách đây 2 tuần. Không một ngày nào là không điện lên chúng tôi, và anh chị lên vài lần. Cả tập đoàn không những chỉ zero chúng tôi còn quản lý 3-4 tập đoàn ạ. Cả team của chúng tôi là 10 người ạ. Và đặc biệt các bạn có biết không, lãnh đạo Nghệ An của tỉnh và lãnh đạo của trường là những con người vô cùng tuyệt vời. Họ đi tiên phong. Tôi là họ Dương. Anh Dương Công Minh là một trong những người giàu có nhất đất nước Việt Nam này. Anh quản lý 2 ngân hàng, một tập đoàn Him Lam. Anh có nói với tôi, Lư, kiến thức này chỉ chia sẻ cho họ Dương. Tôi nói không, em sinh ra, em phụng sự đất nước. Và họ Dương đã đặt chúng tôi một hợp đồng cả 1 năm trời. Họ dành ra một cái lượng ngân sách là 30 tỷ. Các bạn có biết lãnh đạo ở tỉnh mình tuyệt vời thế nào không? Đấy là truyền thống giáo dục, truyền thống phát triển của tỉnh Nghệ An. Đất nước này nợ ơn tỉnh Nghệ An rất nhiều. Quê hương sinh ra những con người tuyệt vời. Cuối buổi các bạn sẽ được chia sẻ về sứ mệnh tầm nhìn lẽ sống đam mê cuối buổi ngày mai. Những người ở lại là những người xứng đáng. Những người chưa ở lại, duyên chưa đến, hổng có sao. Và thưa các bạn ạ, trước kia tôi có làm một cái tập đoàn, trong đó tỉnh Thanh Nghệ Tĩnh, lúc chưa tách ra. Tôi cũng đã chứng kiến những con người trước đấy họ còn làm lãnh đạo của tôi. Họ luôn phát huy tinh thần tuyệt vời. Đúng là quê hương của Trần Phú, quê hương Nghệ An là quê hương của Bác Hồ kính yêu, một trong vĩ nhân. Mà cô Thủy nói, Bác có chết đâu. Các bạn có ngộ được kiến thức này chưa? Tức là lưu truyền bằng thông tin. Ký ức trong tôi vẫn còn Bác. Bác có đâu hề là địa phương nọ, địa phương kia. Người là tình yêu thương bao la thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại các bạn ạ. Một phần trí tuệ vô cùng lớn của Ngài, của người. Nếu như không có sự biểu tình của nước Mỹ, người dân Mỹ, chưa bao giờ Việt Nam giải phóng. Bác vô cùng sáng suốt, đúng là bậc vĩ nhân. Thời đấy Bác đã là gì? Bác nói là gì? Chính phủ Mỹ là họ không chính đáng thôi, chứ người dân Mỹ là yêu trọng hòa bình. Và Bác liên tục cho truyền thông đến tận người dân Mỹ yêu trọng hòa bình. Chính thông tin truyền tải của Bác đó, người dân Mỹ đã biểu tình. Và bên nước Mỹ họ là gì? Họ là chính chế độ chính trị theo bầu cử, theo nhiệm kỳ, theo đảng phái. Dân họ biểu tình. Ông leader, ông lãnh đạo, ông có chịu nổi đâu. Thế là họ đầu hàng Việt Nam đấy, nhờ trí tuệ của Bác đấy. Tôi tin tưởng 100% mỗi người con dân Nghệ An liên là một trong tấm gương sáng như người bạn tôi, liên tục hiếu học. Chúng ta hãy hành động xứng đáng với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh hôm nay. Tôi biết có một vài vị rất cao cấp tham dự. Và đặc biệt, trường các em đây này, có lãnh đạo vô cùng quan tâm các em ạ.
Các thầy biết, ngoài những kiến thức truyền thống chúng ta học đến tận đại học, giáo sư, tiến sĩ, nhưng các thầy rất hiểu kiến thức trường đời, đó là kiến thức phát triển bản thân. Thưa các bạn, cô Thủy đang truyền tải những kiến thức nó gọi là lập trình ngôn ngữ tư duy. Không như như vậy, chúng tôi, anh Dưỡng, chị Thủy và cả một nhóm chúng tôi gọi là Universal Mind. Chúng tôi dám nhận là trí tuệ vũ trụ để chúng tôi soạn thảo ra những cái chương trình vô cùng tuyệt vời. Không chỉ có NLP, cả những trí tuệ minh triết học ngay ở đất nước Việt Nam rất nhiều, chúng tôi đúc kết để xin phép truyền tải, gieo mầm đến bà con mình. Tôi ví dụ thêm một cái ví dụ nữa, các vị sẽ thấy. Khi chúng tôi trong quá trình chúng tôi học NLP, có một anh doanh nhân tên là Đắc Nghiệp. Lúc ấy anh trong cái tình cảnh, các bạn có biết không, một cái doanh nghiệp đang doanh thu 2.000 tỷ và anh ấy lỗ 800 tỷ. Khi anh học 6 tháng xong của thầy, anh ấy ứng dụng toàn bộ công thức NLP này vào, những tư duy xuất chúng, những quy trình lập tầm nhìn, sứ mệnh, lẽ sống, đam mê, những quy trình hợp nhất 6 cấp độ tư duy. Và thưa các bạn, 2 năm sau, anh ý đã khôi phục công ty, anh ý có doanh thu 5.000 tỷ một năm, lợi nhuận 500 tỷ một năm. Và thưa các bạn, công ty của anh ý, anh có nói một câu là tôi bây giờ tôi đang có một công ty hạnh phúc nhất đất nước Việt Nam. Tại sao? Toàn bộ các nhân viên của anh ý là tự thân hết ạ. Anh xây được 5 tòa nhà 12 tầng và nhân viên được thưởng mỗi người một căn hộ. Anh ý bây giờ chỉ đi học phát triển bản thân và truyền cảm hứng thôi ạ. Anh càng học càng tu dưỡng cơ thể anh ý, bản thể anh ý, lớn hơn con người anh ý, lớn hơn vấn đề anh ý, lớn hơn doanh nghiệp của anh ý. Thì mọi việc trở nên đơn giản. Các em ạ, hãy một lần cho phép mình một cơ hội. Phương Tây người ta nói một câu, người ta đến người ta cảm ơn nhau là thank for your time, cảm ơn bạn đã dành thời gian. Tiền bạc người ta chưa quan tâm đâu. Nhưng nếu ai dành thời gian cho nhau á, quý nhất. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 người ở kia, từ nãy giờ nói chuyện rất nhiều. Nếu cộng lại một ngày hôm nay, cộng lại xem, sẽ nếu một cuộc đời một người sống 100 năm, các bạn cộng lại, 20 người có nghĩa là 20 ngày của một con người sống. Các bạn hãy cho mình một cơ hội thôi. Để các bạn thay đổi chính các bạn, tôn trọng chính các bạn, yêu thương chính các bạn. Chỉ khi các bạn biết tôn yêu thương mình, biết tôn trọng mình, thì các bạn sẽ biết tôn trọng những người thân xung quanh và xã hội. Đấy là những kiến thức chúng tôi thực sự phải truyền tải đến các bạn. Cái cách học cũ của các bạn, chí chóe với nhau ngồi trong lớp, chọc kẹo nhau, có tôn trọng đâu. Có tôn trọng giảng viên đâu, có tôn trọng thầy của mình đâu, có tôn trọng người mẹ mình hàng ngày đưa đón bằng xe ô tô hay là bằng xe máy hay là bằng xe đạp. Rồi một ngày đẹp trời hay là chưa đẹp trời. Các bạn ạ, hãy cho các bạn một cơ hội. Những kiến thức cô Thủy đang truyền tải á, là những kiến thức đang cốt cho Tổng thống Trump. Kiến thức này đang cốt cho người giàu nhất Việt Nam là anh Phạm Nhật Vượng, lúc nào có 3 chuyên gia NLP. Tâm huyết của lãnh đạo tỉnh, tâm huyết của những người con khi mà học những kiến thức tuyệt vời này như là anh Dưỡng, chị Thủy đưa về. Tâm huyết của bao nhiêu doanh nhân người ta tài trợ. Các bạn ạ, ở nhà mình bật điều hòa, bật một tí thấy sót lắm, tắt đi tốn điện lắm. Ở đây là tiền của tình thương. Chúng tôi đi học NLP, có một số anh chị đi biết. Chúng tôi học rất nhiều, thầy Phát chỉ là một trong lớp thôi. Chúng tôi học 7 ngày, không ngủ một tí nào. Tôi năm nay 46 tuổi. Để cả 2-3 tập đoàn đằng sau đi học. Tại sao như vậy? Vì tôi hiểu nó vô cùng tuyệt vời cho mình. Và chúng tôi đang cố gắng đưa những kiến thức này đến. Anh Dưỡng có nói một câu. Anh ạ, em muốn tỉnh Nghệ An trở thành một tỉnh tuyệt vời nhất đất nước này, làm một tấm gương nhất đất nước này. Để những kiến thức này... Các bạn cho một tràng vỗ tay đi ạ. Nếu như từng người dân Việt Nam mà được tiếp cận kiến thức NLP, tôi khẳng định như câu bác nói, non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, đất nước Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, đó là nhờ vào phần lớn vào công của các cháu đấy.
Không phải không các cháu ngồi mà chọc ghẹo, nhớ chưa? Nếu như đứa nào không nghiêm túc, ra ngoài. Bao nhiêu công sức của lãnh đạo tỉnh, bao nhiêu công sức của các thầy cô, bố mẹ dành cho thời gian ra đây, các chú cũng để mấy tập đoàn ở nhà. Các con hãy tôn trọng các con. Yêu như các cụ ngày xưa nói câu cho vọt. Nhưng các chú nói, cách yêu nhất, cách cảm ơn tốt nhất, cách cho đi tốt nhất là cho đi mầm kiến thức các con ạ. Hôm nay các con có thể một đứa đại diện đứng lên hứa với toàn hội trường nghiêm túc học hành, không những giờ, chỉ có giờ phút bạn quyết định ngay bây giờ phút này thì không những ở cái môi trường này mà sẽ đến tận môi trường gia đình các con và trường học các con. Có một bạn nào thật mạnh dạn nào có thể đứng dậy phát biểu điều này với chú nào, tương tác với chú nào. Các con nhớ rằng trong các con đều có anh hùng. Hãy một lần thật anh hùng. Nào, có một con nào thật mạnh dạn nào? Đặc biệt, chú thấy rồi, sẽ có một con lúc nãy mà nói chuyện nhiều nhất ạ. Con đấy sẽ rất anh hùng. Đấy. Chú tin vào điều đấy mà. Sure rồi. Người Nghệ An chúng ta làm nức lòng Tổ quốc. Mọi thứ bắt đầu tiên từ Nghệ An. Ngày xưa gọi là Thanh Nghệ Tĩnh Ba Tỉnh. Đó, con vừa giơ tay lên có phải con muốn phát biểu không? Giơ hai tay á. Giơ hai cánh tay này. Con mà giơ chính thức thì không phải giơ tay. Nào. Đấy con á. Con cứ đứng dậy, con nghĩ nào con nói thế. Đó, con áo trắng á. Chú nhìn thấy sự anh hùng trong con rồi. Yes. Stand up. Stand up. Con tin tưởng. Tiếng Anh con biết một chút nhá, chú nói để con tự tin này. Con dám mắt vào chút, dám mắt vào nào, giống chú nào. Dám mắt vào. Trust and flow, tin tưởng và tuôn chảy. Con nói những gì sâu tâm cho con, từ trong con ra, xuyên qua năm cái tầng mây mờ che phủ cô thủy nói, tự thân nói ra. Trước khi nói, con nghĩ đến cảm ơn ba má, bố mẹ một chút. Ok, alright. Mời con. Mic đâu? Con cho mic lên. Trời, hôm nay tuyệt vời được cầm mic lần đầu tiên đó. Chú đến bây giờ mới được cầm mic đấy. Con tên gì nhỉ? Con nhỉ? Chào Hải ạ. Dạ, cả nhà gửi năng lượng cho cháu Hải ạ. Chào Hải. Con thấy không? Chương trình này á, thậm chí sau này á, con trở thành người nổi tiếng á, mua cái bản quyền hôm nay quay con á, trả mấy triệu con mới mua được của con đấy. Moment in time tức là những phút của cuộc đời con ạ. Những phút xuất thần cuộc đời. Nào, con nói nhanh lên nào để tiết kiệm thời gian cho người khác nào. Ok chưa ạ? Thanh niên bây giờ á, họ rất là mạnh dạn. Nghĩ gì con nói thế nào? Quê, nhanh nào. Đây là cơ hội đầu đời của con đấy. Hãy bắt đầu và kết thúc nó. Con làm được một lần này á, con bắt đầu á. Con kết thúc nó, yes. Chào, xin được với bản thân đó, sẽ cố gắng hết sức học tập ạ. Yes. Con nói, con làm được không? Mọi thứ con nghĩ con làm được không? Dạ có. Ok rồi, cảm ơn con nhiều. Cho một tràng pháo tay ạ.
Thưa quý vị, chúng ta chắc là có rất là nhiều người ở trong khán đài này lần đầu học kiến thức phát triển bản thân. Chính vì thế cho nên cô Thủy mới có một cái động tác như thế này. Động tác là oh yes, là để chúng ta neo cảm xúc vào. Các quý vị hết sức để ý. Mỗi lần các quý vị vui mừng điều gì, hãy neo cảm xúc vào như vậy thì nó vào từng tế bào. Vì lúc trước cô Thủy cũng là muốn truyền tải kiến thức một cách nhanh nhất, cho nên tôi xin phép là hướng dẫn lại về cái đấy ạ. Xin cảm ơn quý vị nhiều và tôi chúc cho chúng ta tiếp tục có những kiến thức, được tiếp nhận những kiến thức tuyệt vời, được tương tác với nhau một cách nồng hậu nhất, được mở lòng nhất để đón nhận những kiến thức, những món quà tuyệt vời nhất, đáp ứng được tấm lòng của lãnh đạo tỉnh, của hai người con xứ Nghệ là anh Dưỡng, chị Thủy và toàn bộ đội nhóm, và đặc biệt cho chính mình. Có được không ạ? Dạ, cho chàng pháo tay. Yes.